bên đây và bên kia đều đánh độ nha. Mình quay hai bên luôn. Bên đây là Cương và bạn Cương Unilever, bên kia là Khương và Cương. In. Tốt tốt. Tình hình là Cương sẽ bị ép nên Cương phải cẩn thận nha. Đó. Out rồi. Cương, ừ hay. Hay. Bên đây có độ không Thanh? Hay chụp mà có máu lửa không? Hay là dưỡng sinh? Thanh. Hay, anh Dương, quốc. Dương hồi chắc bơm oxy. Quýnh đi, hay quá. Hay quá em ơi. Cương. Cương, hay. Ô, tuyệt vời. Hay Cương. Chế cầu 300 nhịp. 300 nhịp. Ừ. Trời. Thanh ơi, mấy bài này hay quá Thanh. Thanh ơi, mấy bài này hay quá. Nhiêu rồi Cương? 49. Cố lên. Hay 59. Sáu chín. Rồi thừa thắng xông lên luôn. Hay Cương ơi. Không sáu. Hay quá Cương. 16. Hay. Cương ơi là Cương, hai Cương bên kia. Hai Cương một Cương. Hay quá. Bạn Cương hay quá Cương ơi. Xuất sắc. Ồ, hay hay hay. Trời ơi yếu rồi Cương. Hay quá. Hay. Bên đây tỷ số nhiêu rồi Thanh ơi? Cân tài cân sức vậy đó hả? 13-12 bên đây. Nào cũng đầu nó là nước ngay hai nào. Coi như bao nước uống thôi có gì đâu. Rồi ạ. Tỷ số bên đây nhiêu rồi? Hay, 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 hay. Cương. Hay Cương ơi. Quốc luôn. Ừ. Hay quá kìa. Ủ. Hay. Quốc. Hay lắm. Quốc Cương. Đừng hư nha. Ôi ôi.
Hay quá. Chết. 5-6. Cố lên. Sao rồi, sao rồi? Hay hay hay, tẹt lên. Bên đây là 6-7, bên đây là 6 đều. Ây da, ây da, ây da. Đùa, chị Giái Thanh thua. Chị ám mà lên 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 Giái Thanh đó thua. Hay. Bạn có đỡ đến hay quá rồi này. Xuất sắc. Ôi. Thắng hả, thắng hả? Ừ. Thắng chưa? Kiểu của em chắc hồi bị chửi của anh Hải ơi. Nhiêu rồi, nhiêu rồi? Ông Tám cố lên, cố ơi. Chính không, tổng luôn cho rồi. Ôi da, không đều. Ủa, đâu phải ai cũng nhường cầu cho em giống như chị. Chết luôn. Ây da, hay quá Phương. Tập trung, tập trung. Hay luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ổn quá. 1-0. Cơ hội. Trời ơi, lội ngược dòng hay quá. Từ 20-18 mà xuống ăn luôn kìa. Từ bên đây nhiêu rồi? 20-19 bên bển Cương thua rồi nha. Cái nữa. À hả? Ghê ghê ghê. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Ông là mình hứa mấy trái luôn. Ủa, đâu có ai nhường cầu cho em giống như chị hả? Đâu, anh Hải với em chào anh luôn không? Ơi. Ê, Thành, Thành.